kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ SEA Games 31 tại Bắc Giang và Bắc Ninh. Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nơi huyện nghèo Bamea. Ấn Độ, số người chết do nắng nóng cao kỷ lục. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Nhịp sống hôm nay của truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam VOVTV. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ SEA Games 31 tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Theo báo cáo của ban tổ chức, tại Bắc Giang, các nội dung thi đấu môn cầu lông SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022 với số lượng 135 vận động viên, 46 quan chức, huấn luyện viên phục vụ đến từ 8 quốc gia khu vực Đông Nam Á. Đến nay, công tác chuẩn bị phục vụ sự kiện thể thao quan trọng này tại tỉnh Bắc Giang đang được triển khai khẩn trương, đảm bảo tiến độ đề ra. Từ nay đến khi tổ chức môn thi trước ngày 10 tháng 5, ban tổ chức địa phương sẽ bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Bắc Giang, đồng thời đề nghị ban tổ chức địa phương và tỉnh Bắc Giang tập trung cao, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được phân công, hoàn thành những công việc cuối cùng, đảm bảo phục vụ chu đáo, an toàn cho giải đấu. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã thăm hỏi động viên tặng quà đội tuyển cầu lông Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 đang luyện tập tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Cũng trong ngày 3 tháng 5, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đã kiểm tra cơ sở vật chất, nơi tập luyện thi đấu môn boxing, kickboxing tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, trung tâm luyện tập bóng chuyền thành phố Bắc Ninh, kiểm tra nơi tổ chức thi đấu môn bóng ném trong nhà tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, cụm sân quần vợt Hanaka Paris Ocean Park, thành phố Từ Sơn. Thăm hỏi các vận động viên và huấn luyện viên đang nỗ lực tập luyện cho các môn thi đấu, Phó Thủ tướng mong muốn mỗi cá nhân đều nỗ lực tập luyện, giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy kết quả thành tựu đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực luyện tập cả về tinh thần, thể chất, chuyên môn, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao tại SEA Games 31. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày hôm nay, 4 tháng 5, học sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ biến, hướng dẫn kỹ cho học sinh về một số điểm mới trong công tác tổ chức đăng ký dự thi. Đây là năm đầu tiên học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến hoàn toàn. Mọi năm, học sinh có thể lựa chọn đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp. Theo đó, học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2022 trên hệ thống quản lý tại địa chỉ https://thising.thitotnghiep.trunghocphothong.edu.vn. Các thí sinh tự do vẫn thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp như mọi năm, địa điểm đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, các cơ sở đào tạo phải trang bị sử dụng cabin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, trước kiến nghị của các Sở Giao thông Vận tải, các hiệp hội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xin lùi thời gian cho các cơ sở đào tạo lái xe trang bị cabin học lái ô tô. Lý do các Sở Giao thông Vận tải, Hiệp hội kiến nghị với Tổng cục Đường bộ cho lùi thời gian trang bị sử dụng cabin học lái ô tô là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Các cơ sở đào tạo gặp khó khăn về tài chính. Ngoài ra, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến các việc sản xuất, lắp ráp thiết bị và ảnh hưởng đến thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của các sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ của cả nước xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 55 người, bị thương 84 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ, giảm 3 người chết nhưng tăng 20 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Theo đánh giá của Cục Cảnh sát Giao thông, do dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên người dân di chuyển về quê, đi du lịch và ngược lại khiến lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, nên tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch, các phương tiện di chuyển chậm. Đây là đợt nghỉ lễ có lượng phương tiện đông nhất từ sau dịch bệnh COVID-19.
Bộ Y tế vừa dự thảo phương án đảm bảo công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 trong 2 năm 2022-2023 để xin ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Ủy ban Nhân dân của 63 tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan. Các tình huống dịch COVID-19 trong giai đoạn chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững như sau. Tình huống thứ nhất, chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa, tuy nhiên do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong giảm dần, dẫn đến các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước hoặc xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 nhưng ít nghiêm trọng hơn. Tình huống thứ hai, xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên, đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn thương. Ở tình huống nguy hiểm này, phương án ứng phó mà Bộ Y tế đề ra là sẽ thực hiện linh hoạt nguyên tắc ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch theo quy mô và phạm vi hẹp nhất có thể, phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Áp dụng linh hoạt công thức chống dịch bệnh kết hợp 5K với vaccine, thuốc, bảo đảm hiệu quả điều trị, ứng dụng công nghệ phòng dịch, nâng cao ý thức người dân và các biện pháp khác. Với sự điều chỉnh của chính sách bảo hiểm xã hội từ đầu năm 2022, trong đó phải kể đến việc tăng tiền hỗ trợ của nhà nước đối với việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người nghèo, đã giúp cho người lao động tự do có thêm điểm tựa an sinh xã hội và yên tâm khi về già có khoản tiền đảm bảo cuộc sống. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng một tháng. Căn cứ mức điều chỉnh này, mức hỗ trợ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng thay đổi. Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, số tiền hỗ trợ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng một tháng. Người tham gia thuộc hộ cận nghèo, số tiền hỗ trợ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng một tháng. Người tham gia thuộc đối tượng khác, số tiền hỗ trợ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng một tháng. Cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với cấp xã tăng cường giải pháp tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trực tiếp tới các khu dân cư, hộ gia đình, trong đó có người nghèo và cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài nguồn lực ngân sách nhà nước, ngân sách của tỉnh và tổ chức cá nhân cũng hỗ trợ người nghèo thì số lượng người nghèo tham gia sẽ tăng lên. Là một huyện nghèo 30A của tỉnh Gia Lai, thế nhưng chính quyền và nhân dân huyện Krông Kro vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên về mọi mặt. Trong đó, phong trào xây dựng nông thôn mới đã và đang gặt hái được nhiều quả ngọt từ chính nội lực của người dân nơi đây. Xã Giang Trung, xã nông thôn mới đầu tiên và duy nhất của huyện Công Chơ Ro, tỉnh Gia Lai, là minh chứng cho sự đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân. Từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, đông đảo nhân dân xã đã nhiệt tình ủng hộ. Nhiều phong trào tiêu biểu như phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, phong trào góp công, góp của để sửa chữa đường nội đồng đã lan tỏa sâu rộng trong toàn dân. Nhân dân đã ý thức được việc hàng tháng đều dọn vệ sinh khu trung tâm xã, đường làng, ngõ xóm. Các chi hội phụ nữ đã tích cực tham gia phong trào hàng rào xanh, con đường hoa, thực hiện nếp sống văn minh. Kinh nghiệm của xã đấy là chính là sự sâu sát và gần gũi với người dân. Xã rất là chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân, tất cả các nguồn lực ở người dân là tập trung đóng góp và cả nhà nước và nhân dân là cùng làm. Thứ hai là về trong công tác là chỉ đạo là điều hành, phát huy hết cả hệ thống chính trị vào trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã. Ông Phạm Văn Lịm là một cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới. Để góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới của xã, bản thân ông đã hiến nhiều đất của gia đình. Bên cạnh đó, ông tham gia tích cực vào công tác vận động người dân trong thôn cùng tham gia hiến đất, góp ngày công để làm đường, vận động con rể hiến gần 1.000 m2 đất. Từ đó, trong thôn đã hình thành được con đường bê tông dài 15 km kết nối với các thôn, làng trong xã. Đi đôi với những cái việc đó thì thực chất ở đây thì còn rất nhiều những cái việc mà trong thôn phải làm cùng nhau là xây dựng lao động sản xuất để làm sao thu hoạch mà phát triển cây cối, tức là chuyển đổi cơ cấu trồng vật nuôi để thu nhập làm sao cho dân cho cao. Sẽ tăng cường hơn nữa về công tác chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó rồi cũng chỉ đạo thêm cho các ngành là làm sao là triển khai đồng bộ các hoạt động phát triển về y tế, rồi giáo dục, văn hóa để nâng cao hơn nữa cuộc sống của người dân. Làm sao đấy người dân đồng tình, chung sức, chung lòng để tích cực hơn nữa về vấn đề tham gia phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện cũng như là tăng cường về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Có thể nói con đường xây dựng nông thôn mới của huyện Công Chơ Ro sẽ còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức. Nhưng tin chắc rằng với sự đồng lòng, đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân, sự ủng hộ của người dân, phong trào xây dựng nông thôn mới nơi huyện nghèo 30A sẽ tiếp tục gặt hái thêm được nhiều kết quả tốt. Tiếp tục chương trình sẽ là thời lượng dành cho những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Y tế Thái Lan đã thông báo cho giới chức thủ đô Bangkok chuẩn bị chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm và tử vong giảm mạnh. Hôm qua là ngày thứ hai liên tiếp Thái Lan ghi nhận số ca mắc mới dưới ngưỡng 10.000 ca, mức thấp nhất kể từ tháng 2. Bộ Y tế Thái Lan cho biết tình hình COVID-19 ở thủ đô Bangkok đang được cải thiện, với số ca mắc mới ở thủ đô ngày càng giảm nhờ tiêm phủ vaccine phòng bệnh, áp dụng các chương trình cách ly tại nhà và cho phép bệnh nhân được điều trị ngoại trú. Bộ Y tế Thái Lan hiện đang làm việc với các cơ quan hữu quan ở Bangkok để từng bước giảm bớt các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19, chuyển sang các biện pháp kiểm soát bệnh đặc hữu. Theo đó, giới chức sẽ tập trung quản lý những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như công viên, quán rượu, quán bar và phương tiện giao thông công cộng. Chiến lược này sẽ giúp Bangkok thuận lợi chuyển sang quản lý bệnh COVID-19 như một căn bệnh đặc hữu. Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 3 tháng 5, ít nhất 228 trẻ em được ghi nhận có khả năng đã mắc viêm gan cấp tính, hàng chục trường hợp khác đang được điều trị. Các trường hợp viêm gan cấp tính trên được ghi nhận tại 20 quốc gia và phổ biến ở trẻ từ 1 tháng đến 16 tuổi. Một số nước ở châu Á như Indonesia và Singapore mới đây đã ghi nhận các trường hợp viêm gan cấp tính ở trẻ em. Giới chức y tế hiện đang điều tra xem liệu các ca bệnh này có các triệu chứng giống với các trường hợp khác được báo cáo trên toàn thế giới hay không. Trước khi có dấu hiệu bị viêm gan nặng, bệnh nhi thường có các triệu chứng gồm vàng da, tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng. Bang Maharashtra phía Tây Ấn Độ đã ghi nhận 25 trường hợp tử vong do đột quỵ nắng nóng kể từ cuối tháng 3. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng 5 năm vừa qua. Cục khí tượng Ấn Độ cho biết nước này đã trải qua tháng 3 ấm nhất trong hơn một thế kỷ. Nhiệt độ tối đa trên toàn quốc chạm mốc 33,1 độ C, cao hơn 1,86 độ so với bình thường. Nhiều khu vực của Ấn Độ đã chứng kiến nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Giới khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đã làm mùa hè tới sớm hơn. Nắng nóng cũng ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước đông dân thứ hai thế giới này. Chuyển sang những tin tức về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có từ 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Theo nhận định của Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2022, cường độ các cơn bão mạnh hơn, thời gian kéo dài, gây mưa nhiều hơn khi đổ bộ và các tháng đông sẽ tương đối nóng. Tuy nhiên, qua diễn biến thiên tai từ đầu năm đến nay, có thể thấy thiên tai năm 2022 sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay ước tính lên tới 2.400 tỷ đồng. Từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 5, ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều và tối. Và sau đây là phần dự báo chi tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 4 tháng 5 năm 2022, phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ.